nay đi vô chợ rồi có gì mua không nha mọi người ơi. Có bán bánh canh không? Lấy em 1,5 kg đi. 1,5 kg với giá hẹ hành rồi đó. Đồ rí rồi. Lấy lại 10.000 đi. Thứ 10.000. Thứ 10.000 à? Ừ. Ăn nhiêu bánh canh này hả? 1,5 kg á, em mua 1,5 kg. 1,5 kg bánh canh mà ngàn giá nhiều lắm á. Vậy bông giá hẹ 15.000 thì được. Ừ, giá hẹ 15.000 đi. Có ngò đâu, lấy mới không đi. Có đầy đủ hả? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đi vắng lắm mọi người ơi.